Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món măng chua. Nguyên liệu để làm măng chua gồm có: đây là một mục măng 2 kg, và đây là 25g đường, 25g muối. 25g đường, 25g muối là 2 muỗng canh hơi vun vun. Và đây là 2 củ tỏi, 20g bột gạo. Và đây là 25g ớt. Trước tiên là mình đi lột vỏ măng. Con dao này nó cùn quá. Giờ mình dùng dao mình gọt cái củ măng ra. Đây là cái mục măng. Và bây giờ mình lột vỏ măng. Nó mình gạt thì mình cứ gạt sâu xuống không có sao hết á. Sâu xuống cho nó dễ lột. Củ măng là 2 kg luôn. Cái mục măng này là 2 kg. Bây giờ mình cắt ra. Cái phần trên nó già, còn phần dưới thì nó non. Và bây giờ mình cho vào đây là 1 thìa canh muối để mình ngâm cho măng mình nó không có đen. Và mình gọt bớt những cái đen đen này đi, cái đen mà cái già này đi. Mà măng mình mua măng mới á, cho nên là nó ngon. Và mình mua mình bấm cái này nó mềm mà, là măng non này. Măng này thì mình mua là 18.000 một ký, 2 ký, chỗ này là 36.000. Và bây giờ mình gọt hết cái măng già đi rồi. Bây giờ ta bắt đầu bào măng. Mình bào ở trên phần này trước này, tại vì cái củ măng này nó to nên mình bào phần trên này trước. Cái chỗ này nó bị dập. Người ta chở nó bị dập. Cái măng mình lúc này thì nó vàng mà rất là đắng. Mình ngâm nước gạo á thì nó hết đắng, qua một đêm thì hết đắng, nhưng mà mình không có nước gạo thì mình ngâm bột gạo. Rồi bây giờ mình chẻ cái củ măng ra làm đôi. Và mình ngâm vào trong nước muối. Mình chẻ xong mình ngâm vào nước muối liền luôn.
cho cái nhựa măng ra hết. Và măng của mình ngâm được 20 phút rồi, ta bắt đầu đem đi rửa. Và mình rửa cho 3-4 nước để cho nó sạch cái nhựa măng. Tiếp theo mình cho 20g bột gạo vô mình ngâm. Đúng ra là ngâm nước gạo, nhưng mình không có nước gạo thì mình ngâm bằng bột gạo. Và mình ngâm qua đêm. Và mình ngâm nước gạo này có tác dụng làm cho măng nó không có đắng và nó sẽ trắng hơn. Ngâm nước gạo thì măng rất là trắng. Mình không có nước gạo thì mình ngâm bột gạo rất trắng mà nó lại không có đắng nữa, hết đắng. Và mình sẽ ngâm qua đêm. Và đây là mình măng này mình đã ngâm qua đêm này thì rất là trắng. Và bây giờ thì nó bớt đắng nhiều lắm, nó còn hơi nhẩn nhẩn thôi. Đó, măng mình ngâm qua đêm nó trắng tinh như vậy luôn. Và nó bớt đắng rất nhiều. Bây giờ ta đem rửa sạch cái măng này. Và mình phải rửa thật sạch, tại vì nếu mà nó có bột ở trong này thì nó sẽ bị nhớt. Và đây là măng mình đã rửa sạch hết bột rồi. Bây giờ mình cho một muỗng cà phê muối vào đây. Và mình ngâm thêm khoảng 6 tiếng nữa để cho nó hết đắng hoàn toàn luôn. Đó, mình cho khoảng một muỗng cà phê muối. Mình ngâm khoảng 6 tiếng. Và măng của mình ngâm nước muối được 6 tiếng, bây giờ là hết đắng hoàn toàn rồi. Mình ăn được không đắng một tí nào nữa. Bây giờ măng mình hoàn toàn không đắng một tí nào nữa. Thì mình đem rửa măng này. Và đây là măng mình đã rửa thật sạch. Và mình để cho ráo. Trong khi chờ ráo nước thì mình đi nấu nước muối. Và bây giờ mình đổ trong nồi này là 1 lít nước để mình nấu nước muối. Trong khi chờ nước muối sôi thì mình đi lặt ớt và mình đi bào tỏi. Và ớt này thì mình rửa sạch rồi. Tiếp theo là mình đi bào tỏi. Và tỏi này thì mình cũng rửa sạch sẽ rồi. Và mình mua tỏi nhỏ này thì nó sẽ ngon. Mình mua tỏi to là tỏi Trung Quốc, làm nó mau nhưng mà thì là tỏi Trung Quốc. Mình mua tỏi này là tỏi Bắc. Bây giờ nước sôi rồi, mình cho vô đây 20g đường và 20g muối. Mình quậy cho nó tan. Và bây giờ nước muối sôi rồi, mình tắt bếp và mình để cho nước muối nguội. Bây giờ thì mình đã bào tỏi và lặt ớt xong rồi. Và măng chua của mình đã ráo nước rồi. Thì bây giờ ta bắt đầu đi bỏ dưa trong hũ, bỏ măng trong hũ. Bây giờ mình bỏ măng vào trong hũ. Và nước của mình á, nước muối của mình cũng nguội hoàn toàn rồi. Măng mình lúc này rất là ngon, không có đắng một tí nào hết. Bây giờ thì mình cho tỏi vô. Tỏi thì mình cho 2 củ, nếu ai thích ăn tỏi nhiều thì ta có cho thể cho tỏi nhiều. Hay là ai mà không ăn được tỏi thì ta có thể cho ít hơn cũng được. Nhưng mà với cái măng này mà có nhiều tỏi thì rất là ngon. Và mình xài cái tỏi này là tỏi Bắc á. Nó nhỏ củ, lột nó hơi lâu. Nhưng mà ăn rất thơm. Và ớt mình cũng xếp ớt vào luôn. Ớt thì mình xếp chung quanh này cho nó đẹp. Và bây giờ mình chế nước vô. Đây là nước muối mình đã nấu cho nguội, thật nguội rồi.
Rồi mình đổ vào cái can, mình đổ cho nó dễ. Bây giờ mình đậy hũ lại, mình để trong khoảng 3 đến 4 ngày là mình ăn được. Nước muối dưa này thì nó giống như là muối măng, này giống như nước muối dưa, nó hơi lợ lợ là được. Và đây là hũ măng của mình mới muối xong. Rồi mình để khoảng 3 ngày là mình ăn được. Măng này thì mình ăn với cơm, mình ăn giống như dưa chua cũng được, mà mình nấu canh cá cũng được, mà mình nấu canh cá cũng được, mà mình xào cũng được, rất ngon. Mình cho tỏi nhiều thì rất là thơm. Măng ở nhà mình muối thì mình rửa sạch sẽ và mình nấu nước sôi để nguội. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình luôn luôn mình để ở phần mô tả và phần nhận xét. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và những cái miếng mà nó bằng vàng này, đây là tỏi. Măng thì nó trắng, nhưng mà cái miếng bằng vàng đây là tỏi. Và đây là hũ măng chua mà mình muối được 3 ngày rồi nè. Ăn rất là ngon luôn. Mình ăn cơm, mình ăn với cơm, mình xào hay là mình nấu canh cá, ăn rất ngon. Và măng này thì mình muối có ớt cũng được, mà không có ớt cũng được. Ngoài chợ họ muối thì không có bỏ ớt. Ta cho ớt cho nó đẹp thôi, chứ nếu ta không cho ớt vẫn được. Và mình nhớ là rửa măng, khi rửa măng có bột thì mình rửa thật kỹ. Chứ mình mà để còn bột thì măng sẽ bị nhớt.